Vâng, và vườn mai Chiếc Chè Bông hôm nay xin được giới thiệu và ưu đãi với cả nhà, đó là một lô mai cúc Tân Châu và dảo Phú Tân nha. Thì cúc Tân Châu bên vườn mai Chiếc Chè Bông hôm nay có một cái lô cây rất là đẹp và rất là xum xuê, nhưng mà em bán với giá rất hữu nghị luôn, chỉ 150.000 một cặp. Em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Và đây cây thì nó có 2 đến 3 nhánh luôn ha. Đó, cây rất là đẹp luôn nha. Không tầm như thế này đây. Đó, cây như thế này ha cả nhà. Chỉ 150.000 một cặp, thì em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Cây cao tầm khoảng 3 tấc hơn luôn rồi, có cây 4 tấc luôn. Em sẽ quay cho cả nhà xem nha. Đó. Cái cọng cây nó rất là mập và rất là cứng ha. Đây, em sẽ rút đại một cây cho cả nhà xem nha. Đó. Cây nó xum xuê như thế này đây. Giờ chúng ta vừa lấy bo được và vừa chơi Tết luôn nha. Đây, em sẽ qua bên đây cho cả nhà xem ha. Cây cái cọng rất là mập luôn nha. Đó, cả nhà thấy không? Cây rất là xanh tốt luôn ha. Rồi, cái lô này chỉ 150.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Và tiếp là bên đây là cây mai dảo Phú Tân nha. Thì cái lô này em cũng chỉ bán với giá là 150.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Cây rất là cứng và rất là mập nha. Cái này mới biết chơi thì nuôi cũng ok luôn, không có sợ bị chết gì hết ha. Đó, cây như thế này đây, cây rất là đẹp luôn nha. Chỉ có 75.000 một cây thôi. Em xếp từ 2 cây và em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn. Đây, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Cây cứng ngắt luôn á. Rồi, ai thích hai loại mai thì chỉ là liên hệ bên vườn mai Chiếc Chè Bông nha.